Chương trình đêm giao lưu văn nghệ xin phép được bắt đầu. Đầu chương trình là đội cồng chiêng do đơn vị Thanh Hóa biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và xin một tràng pháo tay cho đội đơn vị Thanh Hóa. Thank you.
Vâng, sau đây với bài hát then Ai Lên Xứ Lạng, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một bài hát rất là hay ạ. Xin mời chàng pháo tay được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo chương trình là bài múa Niềm An Vui do Câu lạc bộ Văn hóa Văn nghệ thôn Hoàn Dương biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Yeah.
cảm ơn đội văn hóa văn nghệ thôn Hoàn Dương rất nhiều ạ. Và tiếp theo chương trình văn nghệ là điệu múa Dâng Rượu Cậu Hoàng do chi hội thôn Dĩ Phố trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin một tràng pháo tay cho đơn vị Dĩ Phố ạ. Thank you.
Vâng, và tiếp theo là bài múa Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời do cháu Mai Anh và cháu Thu Lụa biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin một tràng pháo tay cho hai cháu ạ. Cháu rất nhiều. Và tiếp theo là một ca khúc Tán Phà Thán Cõi Phật Thích Ca do Minh Nguyệt, Hằng Nga và Hồng Mến biểu diễn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Và tiếp theo chương trình là điệu dân vũ ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tới tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Thank you.
Tiếp theo chương trình là bài múa Con về lễ mẫu hôm nay do đơn vị Dị Phố trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nhớ mãi mẫu trên đầu che chở bước con đi, đền mẫu ngự uy nghi lừng lẫy, chúc con về lễ mẫu mẫu ơi. Con về để quý vị dành một tràng vỗ tay lớn cho tiết mục
Con về lấy mẫu hôm nay của thôn Di Phú được không ạ? Quý vị thấy có hay không ạ? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một ca khúc tiếp theo. Xin hỏi quý vị có biết tiết mục gì không ạ? Vâng ạ, chắc hẳn là thôn Yên Bình là giáp Di Phú được không ạ? Vừa rồi là tiết mục rất tuyệt vời của thôn Di Phú. Tiếp theo tiết mục nhảy dân vũ của thôn Yên Bình với ca khúc Lôn Thôn Ngày Mới. Vâng, xin mời toàn thể quý vị một tràng lần lớn để chào đón được không ạ? Người nông dân quê tôi đi xưa đã làm cho đất bán lưng cho trời và những cơn tràn bao âu lo vui buồn trời rêu mưa đông về quê tôi hôm nay vui sao khi trời kiên hãn xuống sân hàng làng đồng hồng cây ngô quay trên hoa cũng trên quê. Chia tay với ca khúc Lông Thôn Ngày Mới của thôn Yên Bình thì sau đây xin mời toàn thể quý vị đến với ca khúc bài ca Lữ Tự Vệ Sài Gòn của thôn Yên Bắc ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Oh.
khác lạ. Em nếu mà chân em phơi phới bay trên hè phố, trang xuống đường cướp đoạt chính quyền. Vâng ạ, kính thưa nơi này quý vị, tiếp theo một ca khúc, đó là ca khúc Dòng Máu Lạc Hồng của thôn Hoàn Dương ạ. Vâng ạ, tiết mục múa. Dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi giống Lạc Hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra đời già đứng đợi con tạt vào xứ xa. Trang sử vàng nào ta hát khúc
Việt Nam. Con cháu dòng tiền, con cháu là không, tự hào hai tiếng Việt trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không, tự hào hai tiếng Việt ạ. Rất tuyệt vời ạ. Vâng ạ, xin một tràng vỗ tay lớn của toàn thể quý vị được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, với chia tay với điệu múa Dòng Máu Lạc Hồng của Tôn Đoàn Dương, sau đây xin mời toàn thể quý vị đến với ca khúc Quảng Bình Quê Ta Ơi của bác Nguyễn Lợi quê ở Vĩnh Phúc ạ. Vâng ạ, xin mời bác ạ.
tươi sáng khắp hoàng quân. Vâng, lớp trưởng có tay đi ạ. Một ca khúc cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ đưa toàn thể quý vị lên miền Tây Bắc ạ. Đó là quý vị sẽ đợi chương trình đã nhờ. Và tất cả ca khúc thì em trong chiều hôm nay kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và tiếp theo một ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Nim do bác Nguyễn Đợi trình bày ạ. Vâng ạ, mấy khi về đến quê Hà Lam ạ, vâng ạ, các bác tận ở Vĩnh Phúc thì hãy gửi tặng cho bà con Hà Lam một ca khúc Tìm Em Trong Chiều Hội Nim ạ. Bấm phông trong mê gió,
Rất vui được gặp các bạn buổi tối ngày hôm nay.